Hello, it's me Tony Almighty. Xin chào mừng mọi người quay lại với channel review nấu kho của Mạnh Tuấn nha. Hiện tại đang là 11 giờ rưỡi gần 12 giờ trưa của ngày thứ hai. Những ngày gần đây thì Sài Gòn thời tiết rất là dễ chịu, rất là đẹp. Trời se se mát mát buổi tối và ban ngày thì cho dù bây giờ là đứng bóng giữa trưa nhưng mà trời vẫn ở cái tầm mức là ấm nhẹ và mát nhẹ. Cho nên là cái thời tiết này thì rất là dễ chơi nước hoa ở Sài Gòn hiện thời ha. Và ngày hôm qua thì Tuấn mới lôi một cái chai nước hoa ra và Tuấn xịt. Nó tạo cho Tuấn một cái cảm giác thích thú và dễ chịu đến mức độ mà Tuấn nảy sinh ra một cái ý tưởng và viết một bài hát luôn. Thật sự là ngày hôm qua mới nảy sinh ra trong đầu cái bài hát này mà mình sáng tác và mình phải đem qua cho nhạc sĩ ký âm xuống. Thì bài này Tuấn sẽ tiến hành đi thu một cái bản nhạc jazz tiếng Anh mà lần đầu tiên trong đời mình viết được. Thì lòng rất là hân hoan và ngày hôm nay thì phải lôi hai em này ra để review thôi. Hai chai nước hoa mà Tuấn chuẩn bị review đây ngay sau lưng đây, nó là hai chai nó thuộc về cái thương hiệu rất nổi tiếng là MFK Francis Kitchen, một nhà điều chế nước hoa thuộc dạng là on top rồi, rất là nổi tiếng ha. Thì hai cái chai này được đánh giá là hai cái chai rất là đẹp và hiện thời thì hàng rất là hiếm. Đợt vừa rồi thì Tuấn có đăng một cái post ở trên community á, là hai chai này thì hình như là trên đà bị diss tại vì dealer không 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 có hàng để order nữa và nó cũng hiếm hàng cũng cả gần cả năm nay chứ không phải là mới đây đâu. Thì một bạn vô bắt bẻ là ủa hãng đâu có ra thông báo là discontinue đâu. Thật sự thì diss hay không diss á, nó ở phương diện là khi mình order có hàng hay không có hàng. Chứ còn đợi cái thông báo của hãng đồ này kia thì chắc cũng họ cũng chưa, nhưng mà do thiếu nguyên liệu hay gì đó, nhưng mà hai cái chai này thì hiện tại rất là hiếm. Thật sự là nhiều bạn nhờ Tuấn kiếm từ năm ngoái tới bây giờ và hàng về rất là nhỏ giọt, lâu lâu xuất hiện một hai chai thôi chứ không có nhiều ha. Thì đó là hai chai thuộc cái bộ buổi sáng và buổi tối ở Paris, là chai Petit Matin và chai Grand Soir. Thì nghe cái tên thôi là đã thấy Petit matin có nghĩa là một buổi sáng nhỏ nhỏ và grand soir là một buổi chiều rất là bự, có nghĩa là bình minh và hoàng hôn tại Paris. Đó là hai cái chai mà Tuấn sẽ cầm ra review. Thì đầu tiên Tuấn sẽ lấy cái chai Petit matin ra review trước để xem cái mùi nó như thế nào, mà ngày hôm qua Tuấn xài Tuấn rất là phê, rất là chill. Đây, hai chai này thì Tuấn mua về chỉ mua được tester thôi, hình như cái chai này Tuấn mua gốc không có box luôn á, và đành đoạn thôi tại vì hàng hiếm thì mình không thể nào mình kiếm được cái full sale được. Thì thiết kế của MFK với cái size 70 ml thì nó cũng như mọi khi ha, một cái chai hình vuông và cái nắp của cái chai này thì nó ở cái phương diện là màu bạc chì chì và nó hơi ten ten một chút. Thì đó là thiết kế của hãng chứ hoàn toàn cái nắp không hề bị hư nha. Và cái chai này thì cái juice màu vàng nhạt, cái chai trong thủy tinh trong. Trên thân chai thì ghi Maison Francis Kitchen Paris Petit Matin. Mọi người để ý cái chai này nó hơi bị chữ nó hơi bị mờ, cho nên bây giờ Tuấn xài Tuấn hạn chế Tuấn cầm ở phía trước của cái chai, sợ nó bay mất cái chữ. Rất nhiều chai khi mà sử dụng một thời gian á, mồ hôi tay của mình đồ này kia nó ra, nó làm cho cái chữ bị mờ luôn hoặc là bay mất luôn. Thì cái chuyện này là chuyện bình thường nước hoa ha. Và sau này chắc Tuấn phải sắm một cái cặp bao tay để cầm nước hoa ra xịt đồ này kia. Thật sự mình rất là tiếc khi mà cái chai nó bị mất chữ đồ này kia ha. Thì bây giờ Tuấn sẽ tiến hành xịt cái mùi này. Ngửi vòi thôi là đã thấy một cái mùi rất là dễ chịu của thuộc nhóm mùi citrus và hoa đắng ha. Rất là dễ chịu và sảng khoái luôn. Mở màn là một cái mùi nó blend rất là đều giữa cái nốt citrus cam chanh và mùi hoa cam neroli. Đây là một cái chai mà khi mà mới xịt ra là Tuấn liên tưởng ngay đến một cái bản Tom Ford mà Tuấn đã review, và cái bản Tom Ford Tuấn thích nhất từ xưa tới giờ đó là chai Neroli Portofino. Nhưng mà nó khác với lại cái Tom Ford Neroli Portofino là cái Portofino á, nó lên một chút gì đó, cái hậu nó hơi soapy, nó làm cho cái chai Portofino của Tom Ford nó giống như một bánh xà phòng thơm cao cấp, một cái bánh xà phòng kiểu Pháp, với cái mùi hoa cam nổi bật cũng như là có một chút mùi hăng xanh của petit grain là lá cam nữa.
Nhưng mà riêng cái chai này thì chỉ có mùi cam chanh và mùi hoa trắng nó nổi lên một cách, nó rất là đầm và nó dễ chịu vô cùng. Thì cộng thêm một cái cảm giác nó làm cho cái chai này cực kỳ fresh và nó tươi sáng, nó kiểu như nó sảng khoái ấy. Mà theo như đánh giá của Frantica cũng như là cái nốt mùi của hãng là trong cái chai này đặc biệt nó có nốt Ambrosan, một cái nốt long diên hương nhân tạo ha, làm cho cái chai này nó có một cái độ sâu về không gian và nó tạo nên một cái cảm giác rất là sáng và rất là fresh. Cái Ambrosan thường mọi người nhìn trong cái bảng mùi của Frantica thì mọi người sẽ thấy cái hình là hình bầu trời. Thì đó là một cái nốt nhân tạo nhưng mà nó tạo nên cái cảm quan nó rất là fresh và dễ chịu. Nó giống như thời tiết quang đãng đồ này kia, có mây và mát nhẹ đồ này kia đó, kiểu như vậy. Thì thật sự diễn tả cái nốt mùi Ambrosan như thế nào thì Tuấn không diễn tả được. Nó chỉ là cái thành phần, một cái thành phần nó làm nền cho những cái chai nước hoa và nó tạo nên cái cảm giác sáng, cảm giác dễ chịu và nó tạo cái cảm giác chiều sâu của không gian. Nó giống như là một cái mùi nó ở một cái không gian rộng và mở đó, chứ không phải chỉ là những cái nốt mùi mà mình ngửi trong phòng hay là mình như thế, cái kiểu là như vậy đó, chứ còn mình cũng không biết giải thích cái mùi Ambrosan nó như thế nào ha. Nhưng mà tóm lại thì đây là một cái chai mà thật sự là một cái cảm giác rất là nhẹ nhàng và dễ chịu, dành cho cái thời tiết mùa xuân và mùa hè. Thực sự cái chai này nó tạo cho Tuấn cái cảm giác giống như là cây cối đâm chồi nảy lộc và hoa trái đồ này kia, cái kiểu như vậy. Nó làm cho cái chai này nó tạo cái cảm giác rất là mùa xuân luôn, mùi rất là dễ chịu và fresh ha. Thì đối với Tuấn thì Tuấn chỉ ngửi được ở cái chai này là cái mùi hoa cam rất là nhẹ nhàng, cái kiểu tông mùi hoa cam nó lên một chút mùi hoa trắng nữa, và một cái nhóm mùi citrus tổng hợp, cái kiểu mùi cam chanh không rõ là cái mùi cam nào và chanh nào, nhưng mà một cái nhóm mùi citrus rất là dễ chịu. Và gần với lại cái chai mà Tuấn có là cái chai Neroli hoặc Tofino, với cái điểm khác biệt là cái hậu của chai này thì nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng, còn cái chai Portofino thì nó lên một chút mùi xốp pi xà phòng ở trong cái hậu của Portofino. Thì đó là cái điểm khác biệt giữa hai chai này, chỉ như vậy thôi. Thì tóm lại cái chai này là Tuấn rất là thích, đặc biệt là sử dụng cho những cái ngày trời hơi oi hoặc là cái thời tiết mùa xuân, sử dụng phù hợp cho những cái dịp như là đi làm rồi này kia thì chai này ok, đi chơi nhẹ nhàng rồi này kia, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, còn buổi tối đi bar đi bụng thì chai này chỉ là một cái mùi nhẹ nhàng thôi, nó không phải là một cái mùi để mà show off trong cái những cái môi trường mà chúng ta cần tỏa sáng ha. Thì chai này đối với Tuấn nghĩ nó thuộc về gần như là 100% là unisex, nam nữ đều xài được, cái mùi hoàn toàn trung tính, nó không có một cái gì gọi là thiên về nữ hay thiên về nam cả, tại vì cái mùi hoa cam và cái mùi citrus nó blend rất là đều với nhau và không có một cái mùi nào, cái tông mùi nào nổi bật hơn để mà tạo cho cái chai này thiên về chiều hướng nam hay nữ gì cả. Còn lại thì những cái nốt mùi khác trong cái chai này thì Tuấn không nghe rõ, nó chỉ ở cái chừng mực làm nền rồi này kia thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua những đánh giá của Frantica để xem cái chai này nó có những cái nốt hương như thế nào. Đây là một cái bộ nước hoa được ra đời vào năm 2016 và riêng cái chai Petit Matin này nó được đánh giá là 4.08/5. Đối với Tuấn thì Tuấn có thể cho chai này 8.5, cao hơn Frantica một chút vì cái tông mùi nó cũng là một cái tông mùi rất là dễ chịu, rất là thư thái và thoải mái, nhưng mà bù lại nó không có một cái điểm gì nó quá nổi bật, nó có một cái gì nó quá outstanding, kiểu như nó cũng có thể bắt gặp được ở những cái chai khác. Tuy nhiên cái độ hiếm có và cái độ gọi là cái độ nhẹ nhàng thanh thoát của chai này nó làm cho chúng ta có cảm giác rất là thanh lịch. Và tầng hương, chai này là chai hoàn toàn lanier theo cái nhìn nhận của Frantica ha. Đầu tiên là nốt Italian lemon, chanh Ý. Mình không nghe rõ mùi chanh, chỉ là một cái mùi cam chanh tổng hợp trong chai này thôi chứ không phải phân định ra là mùi chanh hay là mùi gì rõ ràng. Hoa cam. Sau đó là mùi xạ, lavender. Lavender là một cái nốt mùi Tuấn không ưa nhưng mà chai này thì không nghe rõ cái mùi lavender ha. Và ở trong cái hệ thống bình bầu thì lavender cũng là một cái nốt mùi cũng không dễ nhận biết và được bình chọn nó nhỏ thôi. Ambrosan, như là những cái nhìn nhận của những bạn review khác cũng như là những người đã sử dụng chai này rồi, tạo nên cảm giác rất là sảng khoái và rất là fresh, rất là rộng trong cái không gian của cái chai này. Và hoa Hawthorn, cái hoa này lần đầu tiên mình thấy trong nước hoa, để coi diễn giải nó là cái gì. A strong honeyed
sweet with dirty animalic nuance. Một nốt hoa này được đánh giá đó là một cái mùi mật đậm, ngọt, kiểu ngọt mật và có một chút gì đó hơi dơ dơ của nốt animalic. Nhưng mà thật sự cái chai này, cái nốt hoa này gần như nó không xuất hiện luôn á, tại vì đối với cái tông mùi này nó không hề tạo nên một cái chút gì bị ngọt, bị dính hay là bị dơ dơ kiểu animalic hay là khấm khấm hay là thúi thúi gì cả. Hoàn toàn cái chai này là một cái tông mùi cực kỳ sạch và cực kỳ fresh, cực kỳ sáng luôn. Thực sự mà nói đây là một cái chai đáng chơi của nhóm mùi citrus, mà Tuấn nghĩ là anh em nào thích cái tông mùi nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, dễ chịu thì chúng ta cũng nên có cái chai này ở trong bộ sưu tập của mình. Và những ai thích Francis Kirchen thì đây là một cái chai không nên bỏ qua. Đối với Tuấn, chai này Tuấn chấm 8.5, hoàn toàn unisex và sử dụng khá là đa dụng trong những cái môi trường làm việc nhẹ nhàng hoặc là đi chơi nhẹ nhàng ở ngoài ha. Thì chai này đã diss rồi theo cái thông tin của dealer và kiếm hàng rất là khó luôn, cho nên bạn nào thích sưu tầm thì có thì chụp thôi, chứ mình cũng không có nhiều cái sự lựa chọn là phải mua siêu hay phải mua bản box hay cái này gì kia cái nọ, tại vì ngay chính cái chai này Tuấn vẫn phải mua gốc cho mọi người nè. Nó mất đi khoảng 5-7 ml gì rồi, nó còn khoảng 60 thôi ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi qua chai buổi tối của Paris coi thử nó như thế nào. Đó là chai răng xoa ha, xoa là buổi tối, giống như bông xoa là xin chào buổi tối trong tiếng Pháp. Thì chai này với cái thiết kế là cái chuốt màu vàng đậm, kiểu màu vàng cam, cũng là thủy tinh trong, chữ nhũ vàng nó dễ nhìn thấy hơn, cái kia thì nhũ bạc nó hơi mờ mờ và cái nắp nó cũng vàng luôn. Thì cái chai này được nhìn nhận là một cái chai thuộc nhóm mùi hộ phách, và hộ phách nó rất là tinh khiết ở trong chai này. Thì cũng ít khi Tuấn sử dụng chai này lắm, vì thời tiết Sài Gòn thì hiếm khi Tuấn xịt, và những cái tông mùi kiểu ấm nóng kiểu hộ phách thì cũng ít khi Tuấn chơi ha. Một cái chai mà khi mới xịt ra Tuấn nghe cái mùi hổ phách khá là rõ nét, nó hơi có một độ ấm và cay mũi, một cái mùi ngọt nhẹ tạo cảm giác giống như hơi giống mùi rượu, hơi giống thôi chứ đương nhiên không có nước rượu trong chai này. Và sau đó nó lên một chút cái mùi nó hơi khó chịu, cái kiểu mùi nhựa cay. Nó hơi có một chút gì đó gắt gắt, nhưng mà ở cái chừng mực chấp nhận. Và trên một cái nền hậu ngọt, rất là ngọt ngào của vani. Nhưng mà tất cả những cái nốt mùi này á, nó đều dừng lại ở cái mức rất là dễ chịu và chừng mực, chứ không phải là những cái chai mà tạo nên cái kiểu mùi gắt mũi hay là khó chịu. Thực ra cái mùi hổ phách là một cái mùi mà đối với cái mũi của mình á, nó vừa có một chút gì đó hơi thiên hướng của mùi nhựa thông, lại có một chút gì đó cái mùi nó hơi có một gì đó ấm ngọt của mùi gỗ xá xị, và nó có một chút gì đó cay. Thì đó là cái mùi hổ phách theo như cái mũi Tuấn detect ra, thì nó là một cái phức hợp mùi như vậy. Và cái chai này thì nó hoàn toàn nó tạo nên cái cảm giác giống như Tuấn vừa mô tả ha, có một chút gì đó cái mùi nó hơi cứng cứng ở trong cái chai này, mà tạo cái cảm giác nó lên mùi nhựa á, nó lên mùi nhựa cây á. Thì cái chai này Tuấn đánh giá nó cũng khá là cao, và đối với thời tiết mùa thu mùa đông thì chai này là một cái sự lựa chọn nó khá là ổn áp. Tuấn đánh giá cái chai này nó đột phá và nó có một cái gì đó sáng tạo và hay hơn cái chai Petit Matin, cho nên chai này Tuấn cho 9 điểm vì cái sự sáng tạo của nó. Mặc dù cái chai này thì Tuấn sẽ ít xài hơn, Tuấn thích cái chai Petit Matin hơn, nhưng mà Tuấn lại chấm cái chai này cao điểm hơn, tại vì nó có một gì đó khác biệt, tại vì chưa có cái chai nào mùi hổ phách mà lên rõ nét như cái chai này, và nó làm cho Tuấn có một cái ấn tượng. Và giống như khi mà refer cho các anh em nào mà thích mùi hổ phách thì Tuấn sẽ đưa cái chai này ra đầu tiên để mọi người nhận định cái nốt hổ phách trong cái chai này nó khá là chuẩn. Thì cái chai này á, thời tiết mùa thu chuẩn bị cuối năm ở Sài Gòn nó hơi bắt bát xe thì chúng ta xài rất là tốt nha. Và khu vực miền Bắc thì sử dụng chai này ok. Chai này thì Tuấn nghĩ là nó theo chiều hướng nó hơi nam tính, nó có một cái mùi kiểu hăng hăng ngai ngái của nhựa cây, thì nó làm cho cái chai này nó cứng hơn và khoảng 70% nam tính, còn chỉ có 30% là nữ tính thôi, tại vì cái hậu vani của cái chai này nó cũng không có lên cái mức độ vani ngọt ngọt đậm như là những cái chai
thiên về tông mùi vani. Cái nốt vani trong chai nó chỉ làm cái nền thôi. Và thật sự trong chai này á, thật sự cái chai này nó mới xịt nó Tuấn tạo cho Tuấn cái cảm giác nó hơi có một chút gì đó nó thiên hướng rượu, có một chút gì đó mùi nó hơi say say kiểu như mùi rượu á. Thì nó làm chai này nó có một cái gì đó nó ấn tượng, nó rất là hay trong với cái mũi của mình. Thì cái chai này Brandica chấm điểm 4.31 điểm trên 5, lại một số điểm thấp hơn cái số điểm của Tuấn ha. Tuấn thì cho 9 điểm, có nghĩa là 4.5 lần. Tần hương nó cũng là một cái chai Lainey. Tần hương bao gồm nốt đầu tiên rõ ràng nhất, đó là nốt amber hổ phách, siam benzoin. Benzoin hình như là một cái nốt hóa học, thể hiện cái mùi nhựa, hình như là như vậy, theo mình nhớ không nhầm. Mùi vani khá rõ nét, mùi đậu tonka cũng khá rõ ràng. Labdanum hoa hồng đá và lại là lavender, nhưng mà nốt lavender trong chai này thì nó rất là chìm, nó hầu như hai chai này đều có nốt lavender nhưng mà ở cái tầm mức là Tuấn không nhận ra được cái mùi lavender trong chai này luôn. Thực sự chai này cũng khá là khó để diễn tả cho mọi người cái cảm giác của nó, cái mùi nó như thế nào cho mọi người dễ hình dung. Đơn giản nó chỉ là một cái mùi thuộc cái chiều hướng nhựa cây. Hổ phách là cái mùi nó hơi có chiều hướng nhựa cây, cay, cay nhẹ, ngọt ấm nhẹ. Và sau đó là một cái nền của vani, nó ngọt ngào và nó tạo cái cảm giác khá là dễ chịu cho cái chai này. Một cái chai mà khắc họa hoàng hôn ở Paris. Mình chưa đi Paris, mình không biết Paris buổi sáng và buổi tối nó sẽ có những cái mùi hương như thế nào, hay cái khung cảnh và cảnh quan, cảm giác nó như thế nào. Nhưng mà đây là cái hai cái chai mà được giới màu điệu và những cái người mà thích MFK thì đánh giá rất là thành công để mà khắc họa cái không gian của kinh đô ánh sáng của thế giới ha, là buổi sáng và buổi tối. Thì cũng như cái concept của họ, hai cái chai này thì hoàn toàn sử dụng phù hợp. Petit Matin dành cho mùa xuân, mùa hè, và Grand Soir thì sử dụng cho mùa thu, mùa đông, có nghĩa là buổi sáng, buổi trưa thì dùng Petit Matin và buổi chiều, buổi tối thì chúng ta sử dụng Grand Soir. Và hai cái chai này ở cái tầm mức là nhẹ nhàng, thanh lịch, và nó không phải là những cái chai mà tỏa bùng bùng hay là thể hiện cái cá tính và cái đột phá của bản thân, chỉ sử dụng ở mức độ thanh lịch và nhẹ nhàng thôi. Thì hai chai này tôi nghĩ nếu các bạn đam mê cái nhà Francis Kitchen và perfumer này thì chúng ta nên hốt cả bộ hai chai, tại vì bây giờ rất hiếm hàng. Biết hay không thì Tuấn sẽ confirm sau nha. Còn nếu Tuấn sai thì sorry, Tuấn sẽ đính chính. Nên hốt cả bộ luôn, chứ còn đánh lẻ từng chai thì nó cũng hơi tiếc. Tại vì hai chai này một ngày nếu mà chúng ta xịt hai chai này hai bên cũng khá là thú vị đó. Có thể xịt cái chai Petit Martin ở bên trái rồi chai Grand Soir bên phải chẳng hạn vậy, để hai cái mùi này nó rộn với nhau. Thì Tuấn đang nghĩ tới cái chuyện đó, thì thật sự là một cái điểm mà Tuấn sẽ thử nghiệm, chắc là hôm nay Tuấn sẽ thử nghiệm luôn để xem cái cảm quan của mình về hai cái mùi này nó như thế nào. Nhưng mà thật sự là ngày hôm qua Petit Martin đã làm cho Tuấn rất là hứng thú và gọi là phê và chiêu trong đầu óc luôn, làm cho mình sáng tạo hơn. I like it. Cảm ơn Francis Kitchen vì hai cái tông mùi rất là đẹp này ha. Đó là tất cả những gì về Petit Martin và Grand Soir của MFK. Mọi người cần thêm thông tin gì vào The Review Nước Hoa thì hãy liên hệ với công tác Tuấn để ngay dưới đây, cũng như là đừng quên like, share và subscribe cho cái channel của mình nhé. Hẹn lại. See you.